hay ăn gỏi củ hủ dừa không? Đây là một món ăn nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ nè. Welcome to My Dream TV channel. Và đây là các nguyên liệu để làm gỏi củ hủ dừa nè. Gồm có củ hủ dừa. Để thêm phần màu sắc, ta sẽ có cà rốt, rau thơm. Chuẩn bị thêm vài trái ớt sừng để tỉa hoa cho đẹp. Thịt ba chỉ. Tiếp theo, không thể thiếu tôm nha cả nhà. Cuối cùng là mình phải cần có một chén nước mắm pha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu sơ chế củ hủ dừa. Củ hủ dừa này là khoảng 1,2 kg nè. Bây giờ mình sẽ bào mỏng củ hủ dừa ra. Sau đó mình sẽ lấy một cái thau nước, mình sẽ pha thêm giấm vào để mình ngâm cái củ hủ dừa này, để củ hủ dừa nó sẽ có màu trắng, nó không có bị thâm. Mình sẽ cho thêm một ít giấm nữa đi. Mình khuấy đều lên. Và đây là phần củ hủ dừa mình đã ngâm với giấm nè. Giấm pha loãng nha cả nhà. Và bây giờ mình chuẩn bị một nồi nước để mình pha một loại nước hỗn hợp gồm có nước, đường, ít muối và giấm để mình ngâm củ hủ dừa. Và với cái phần nước này mình sẽ để cho nó nguội hẳn rồi mình mới bỏ củ hủ dừa vào nha cả nhà. Mình cần khoảng 200g đường đó, 200ml giấm, một ít muối. Và đây là cái lần ngâm giấm thứ hai nè. Tiếp theo là thịt ba chỉ mình luộc, mình xắt ra. Và tôm thì mình cũng luộc, mình sẽ bóc vỏ. Và đây là cái phần thịt ba chỉ và tôm mình đã bóc rồi nè. Và để cho cái món gỏi củ hủ dừa đậm đà thơm ngon thì Mai Rưng hay làm cách này. Mình sẽ pha chế một chén nước sốt để mình ướp thịt ba chỉ và tôm nha. Mình sẽ cho một muỗng tương ớt nè. Hồi nãy là một muỗng rưỡi đến hai muỗng nước mắm đúng không? Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít tiêu nữa. Không thể thiếu đường. Mình sẽ cho khoảng một muỗng rưỡi đường thôi. Và bây giờ mình sẽ nặn thêm chanh vào đây. Mình sẽ cho chừng một trái chanh, trái nhỏ nhỏ thôi cả nhà. Và sau đó là mình sẽ rưới cái phần nước sốt này lên trên thịt ba chỉ và tôm. Rất là hấp dẫn. Khi mình ướp sẵn như thế này chút xíu mình ăn á, cái miếng thịt của mình nó đậm đà, nó ngon lắm. Cái miếng tôm cũng vậy. Và để món củ hủ dừa ngon hơn nữa, ta không thể thiếu một chén nước mắm pha loãng. Và bây giờ mình chuẩn bị, mình sử dụng cái muôi múc canh á, để mình làm nước mắm nữa cả nhà. Mình chuẩn bị khoảng một cái muôi múc canh nước mắm, hai muôi nước, một muôi rưỡi đường. Mình khuấy đều lên. Và sau đó là mình nặn chanh vào. Chanh thì mình nặn cho nó vừa ăn, đừng có chua quá. Sau đó là mình sẽ cho ớt và tỏi băm. Thế là ta đã có ngay một chén nước mắm pha loãng để trộn gỏi nè. Cả nhà thấy chén nước mắm này có bắt mắt không ạ? Rất là ngon ha, hấp dẫn lắm luôn. Và đây là cái phần củ hủ dừa sau khi mình ngâm xong rồi đó. Mình sẽ vắt ráo nước đi. Và mình sẽ cho thêm đường vào. Thêm một ít nước cốt chanh vào. Với cái phần này thì mình sẽ trộn đều lên. Sau đó mình sẽ ướp khoảng chừng 30 phút nữa là chúng ta có thể ăn được rồi. Và bây giờ là mình sẽ cho thêm phần rau vào, phần thịt vào, phần tôm vào. Mình trộn đều hỗn hợp này lên. Rất là bắt mắt ha. Đó, và bây giờ mình trộn đều lên một lần nữa này. Như vậy là ta đã có ngay một món gỏi củ hủ dừa rất là đơn giản luôn. Wow, rất là hấp dẫn. Mình cắt thêm vô một ít lát ớt sừng đó cả nhà.
Khâu cuối cùng đó là mình sẽ cho cái phần nước chấm hỗn hợp đó mình mới pha hồi nãy đó. Như vậy là ta đã có ngay một dĩa gỏi củ hủ dừa đúng vị miền Tây Nam Bộ. Mời cả nhà.